Mấy bữa nay trời mưa bão ghê lắm các bạn ơi Hết bão số 1 bây giờ tới bão số 2 luôn Đỡ không kịp luôn Thật sự là mỗi lần mình thấy mưa rồi nắng Nắng rồi mưa kiểu như là liên tục Một ngày tầm khoảng 3-4 trận như vậy á Thì kiểu gì sang ngày hôm sau những cái hồ cá cũng có biến à Nỗi hôm trước thì mưa liên tục Mưa sáng đêm luôn Cũng may là sáng ra đi thăm một vòng trước khi cho ăn Thì phát hiện những cái hồ cá Vẫn còn bình thường khỏe mạnh bơi tung tăng Trời đất ơi nó nhẹ người gì đâu luôn Thường thì những cái tụi như là full gon với lại là will coi sọt ấy, Mình không có ngán nó lắm mình chỉ ngán những cái dòng mà mắt đỏ ví dụ như coi red ear nè coi gen ear nè rồi full red nè trời ơi những cái dòng mắt đỏ này mà khi mà thời tiết chuyển biến đột ngột ha là kiểu gì cũng có biến rồi thì hôm nay mình có đóng một cái đơn hàng combo 10 cặp full red BDS chất lượng cá như các bạn đang xem ở trên màn ảnh nhỏ đây đây là cá mà mình soạn cho anh thành ở quảng bình và combo 10 cặp full con gen full vẫy full tay full red là một cái dòng cá nuôi hồ kính rất là đẹp nhất là những cái dòng mà full red BDS chẳng hạn như cái bầy cá mình mới vừa soạn mình gửi cho anh thành đây đây là cái bộ cá full red BDS nghĩa là vây lưng nó to thường thường những cái dòng cá mắt đỏ thì màu sắc của nó rất là đẹp và tươi nhưng ngược lại sức đề kháng nó khá yếu hơn so với những cái dòng cá mắt đen nên là khi cá mới về môi trường mới các bạn nên lưu ý thường nước cho kỹ nha